Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ 2023 với chủ đề Linh thiêng nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra vào đêm nay. Lễ khai mạc lễ hội Đền Hùng kết hợp lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và khai mạc liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là sự kiện điểm nhấn trong dịp lễ Dỗ Tổ năm nay. Lễ hội năm nay huy động lực lượng hùng hậu với hàng nghìn người gồm các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, đồng bào các dân tộc các tầng lớp nhân dân, trong đó có nhiều ca sĩ, nghệ nhân nổi tiếng. Chương trình gồm 3 phần, Linh thiêng nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương, Tinh hoa di sản, Khát vọng Lạc Hồng, với tổng thời lượng 90 phút gồm cả phần lễ. Chia sẻ về chương trình sau đêm tổng duyệt 20 tháng 4, tổng đạo diễn Lê Thế Song cho biết ekip thực hiện mong muốn thông qua chương trình nghệ thuật khai mạc mọi người có thể cảm nhận tốt hơn, sâu hơn về những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan. Nhắc đến vùng đất Tổ Phú Thọ là nhắc đến hai di sản văn hóa phi vật thể này. Trong chương trình có màn trình diễn ấn tượng của 100 nghệ nhân Hát Xoan và 200 em học sinh tiểu học là con cháu của các nghệ nhân 4 phường Xoan của Phú Thọ. Màn trình diễn cho thấy ở địa phương luôn có sự giao truyền thế hệ, gìn giữ di sản, bản sắc dân tộc. Khán giả xem chương trình có dịp tìm hiểu các di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam như hát then, hát ca trù, nghệ thuật xòe Thái, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca ví, dặm nghệ Tĩnh, nhã nhạc cung đình Huế tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, nghệ thuật bài tròi Trung Bộ, đờn ca tài tử Nam Bộ, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Lễ hội Đền Hùng là ngày hội chung của dân tộc được tổ chức từ ngày 21 đến 28 tháng 4 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đêm khai mạc sẽ diễn ra vào tối nay lúc 20 giờ, ngày 21 tháng 4. Đây là năm đầu tiên lễ hội có liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách về đất tổ dịp này. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.